Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin đường dây nóng về phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Ngô Minh Chiến tại tỉnh Bình Phước đã không tuyên án vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Thay vào đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định dừng để cân nhắc các yếu tố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tại sao một vụ việc tranh chấp xảy ra 10 năm với 11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung lại kéo dài đến như vậy? Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước nêu, năm 2010, công ty của bị cáo Ngô Minh Chiến có ký hợp đồng vay 8 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Tuệ, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để đáo hạn ngân hàng. Đến ngày 25 tháng 12 năm 2012, bà Chiến đã trả cho ông Tuệ số tiền là 6,5 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bên xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất với nhau về số tiền đã trả còn thiếu. Tại buổi làm việc với cơ quan điều tra vào ngày 10 tháng 1 năm 2014, bà Chiến cung cấp giấy trả tiền ngày 30 tháng 12 năm 2010. Cơ quan giữ quyền công tố tại tòa xác định, tại thời điểm xuất trình giấy trả nợ, bị cáo đã chối bỏ việc còn khoản nợ gốc là 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay tại tòa và trả lời phóng viên bên hành lang tại tòa, chính bị hại Nguyễn Văn Tuệ cho biết không xác định rõ số tiền bị cáo Chiến còn nợ. Tức là bây giờ Viện Kiểm sát sẽ căn cứ vào những cái giấy mà tôi chuyển tiền qua ngân hàng. Bây giờ nếu là bây giờ cứ cãi qua cãi lại, một người thì bảo là nợ tôi từng ấy, một người thì bảo là nợ từng ấy, thì tôi không biết là đến nó kéo dài đến giờ nào nữa. Tôi rất mệt mỏi và bây giờ tôi chấp nhận theo cái cáo trạng của Viện Kiểm sát là quy kết. Còn đây là tờ giấy trả tiền, căn cứ chính buộc tội của Viện Kiểm sát với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Ngô Minh Chiến. Tờ giấy được chính bị cáo giao cho cơ quan công an điều tra ngày 1 tháng 10 năm 2011. Vì hai nội dung gốc và lãi được ghi bằng hai màu mực khác nhau, nên tờ giấy được cơ quan điều tra khẳng định bị cáo đã thêm một dòng là đã trả đủ tiền nợ gốc nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Ngay tại tòa, các luật sư đã phản đối về quan điểm luận tội của cơ quan giữ quyền công tố. Tại kết luận, giám định cũng đã nói rất rõ rồi là không có cơ sở để khẳng định dòng nào viết trước, dòng nào viết sau thì cơ sở nào để hai vị viện kiểm sát khẳng định là có sự viết thêm. Cũng nói rằng việc bị cáo viết khác màu mực là viết thêm. Còn cái việc ông bị hại ông ký khác màu mực là chuyện bình thường. Riêng cái này thôi đề nghị hội đồng xét xử đánh giá cho tôi tính khách quan và căn cứ pháp luật, tính khoa học để mà công nhận. Vì những căn cứ chưa thực sự đủ sức thuyết phục, vụ án kéo dài 10 năm với một bản kết luận điều tra và 11 bản kết luận điều tra bổ sung. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng thừa nhận vụ án kéo dài 10 năm nay vi phạm quy định về thời gian tố tụng, thêm vào đó không có căn cứ để xác định số lãi, số gốc. Tức là nợ gốc theo hợp đồng là 9 tỷ, cộng 400 là 9 tỷ tư. Tuy nhiên quá trình làm thì đôi bên cãi nhau, tranh chấp nhau rằng là cộng gộp lại các thứ. Quá trình điều tra thì đúng là không có căn cứ xác định số này. Do vậy thì các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi nhất cho bị cáo là xác định số tiền thấp nhất này. Nghị án kéo dài là cần thiết trong quá trình tố tụng nhằm tránh rủi ro để xảy ra oan sai, nhất là khi có nhiều tình tiết chưa thống nhất như hai bên vay nhau bao nhiêu tiền, lãi suất là bao nhiêu, đã trả chính xác bao nhiêu. Theo kế hoạch, phần tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, nước lũ vẫn đang chia cắt các tỉnh miền Trung. Nhiều tuyến đường vận chuyển hàng hóa cứu trợ vẫn chưa thể đến được với người dân vùng rốn lũ. Hiện lương thực thực phẩm tại các địa phương này đang rất khan hiếm, đắt đỏ. Người dân không có hàng hóa để mua. Đời sống bà con vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Một bó rau cải có giá 20 đến 25 nghìn đồng, cao gấp đôi hàng ngày. Giá 1kg thịt lợn cũng cao hơn nhiều lần so với ngày thường. Nước lũ chia cắt, hàng hóa cũng trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu người dân cần thực phẩm lúc này rất lớn. Mấy ngày quá thì bọn em không ra khỏi nhà. Nên là ngày nay là còn được có chủ, nên là bọn em là vì mới đi ra ngoài để mua thực phẩm về để ăn uống. Nên là giờ là bọn em đang khán cái thực phẩm, nên là bọn em phải lôi nước ra ngoài để mua. Bọn em có cái gì bọn em mua tạm của nó, nhưng mà hàng ngoài thấy nó có chỗ thì họ bán cũng cao giá hơn nhiều. Dù chấp nhận mua giá đắt, nhưng người dân cũng không có hàng để mua. Hiện nước lũ chia cắt, các tiểu thương phải nhập hàng từ nơi khác về. Chi phí vận chuyển phát sinh, hàng hóa lại ít, nên một số tiểu thương đã tăng giá để bù chi phí. Có nhà thì bán giá 20 ngàn, mà có nhà 15 ngàn, tùy theo tiểu thương.
Chứ đấy cũng trốn bán cho hết hàng, vì hàng là nó bị hết cả. Nó trôi hết. Bên cạnh đó, mưa lũ đã khiến cho các vùng trồng rau trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngập úng, hư hại. Tiểu thương chỉ còn phụ thuộc vào nguồn hàng rau củ ở các tỉnh phía Bắc. Không chỉ giá thực phẩm tăng cao mà hàng hóa cũng rất ít, khó mua. Hiện nay thì tỉnh đang chỉ đạo ngành công thương cùng với các huyện ra soát tất cả hàng hóa, tập trung lại để phân phối, sẽ đưa đến nơi kịp thời cho bà con nhân dân. Đã nhiều ngày bị cô lập trong lũ, bà con rất cần thực phẩm. Nếu tình hình khan hiếm lương thực kéo dài như thế này, người dân sẽ khó đảm bảo sức khỏe để chống chọi với mưa lũ. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Đào tạo, giống như phiên sơ thẩm, không thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm. Bị cáo không kêu oan, chỉ kháng cáo, đề nghị đổi tội danh và giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong cùng vụ án và các chứng cứ khác, hội đồng xét xử nhận định ông Vinh có vai trò chủ mưu vụ án. Tại phiên phúc thẩm, ông Vinh đã không thành khẩn khai báo, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vinh y án 8 năm tù. Hai bị cáo còn lại là Đỗ Mạnh Tuấn, cựu hiệu phó trường dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và Khương Ngọc Chất, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, đều được tòa chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm tù. Ông Tuấn bị tuyên phạt 6 năm tù về tội nhận hối lộ, 3 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt 2 tội là 9 năm tù. Ông Chất bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt 5 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Lào Cai, sau đó tiếp tục tuần cho các đầu mối để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Lữ Văn Tuần, sinh năm 1980, trú tại thôn Ngần Ba, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, và Sùng A Chía, sinh năm 1993, trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là những mắt xích quan trọng trong đường dây. Khi các đối tượng đang tiến hành vận chuyển giao ma túy thì bị bắt quả tang. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 6 bánh heroin, 2 xe máy, 1 dao nhọn, 5 điện thoại di động, hơn 80 triệu đồng tiền Việt Nam cùng một số tài liệu có liên quan. 5 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra. Trong vụ án này, tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên của một người đàn ông quốc tịch Lào với giá 70 triệu đồng một bánh, sau đó vận chuyển sang Lào Cai để bán. Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án. Tại thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều đường dây mua bán đóng gói các loại gia vị giả danh các thương hiệu nổi tiếng. Mới đây, công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cũng đã triệt phá đường dây với thủ đoạn tương tự do một phụ nữ 67 tuổi tên Phạm Thị Hiếu làm chủ mưu. Sau quá trình theo dõi, công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà Hiếu trên đường Tôn Đản, thành phố Đà Nẵng, đã phát hiện người này đang đóng gói các gói hạt nêm, bột ngọt từ những bao nguyên liệu lớn vào các vỏ bao bì có in sẵn nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng trên thị trường. Làm việc tại cơ quan công an, bà Hiếu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gia vị trôi nổi nói trên. Người chủ này cho biết đã mua số nguyên liệu này trên thị trường và các bao bì có in sẵn thương hiệu để đóng gói, bán lại cho các tiểu thương ở các chợ với giá chênh lệch nhằm mục đích kiếm lời. Công an quận Cẩm Lệ hiện đã tịch thu hơn 300 gói bột ngọt đủ kích cỡ, 50 gói hạt nêm, 1 cân, 1 máy ép nhiệt dùng cho việc đóng gói làm giả số hàng trên.